Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế do Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã sang hội đàm với Ban công tác đặc biệt tỉnh Sê Công Lào về công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào về nước. Làm việc với đoàn có Thiếu tướng Sổm Thoang Đon Căng Nòi, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Chính trị, Phó trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Sê Công Lào. Tại buổi làm việc, hai ban công tác đã đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong việc phối hợp tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện cho cả cấp các ngành, đoàn thể và chính quyền nhân dân địa phương trên địa bàn tỉnh Sê Công về thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong mùa khô 2022-2023, được 5 hài cốt liệt sĩ. Tuy kết quả tìm kiếm không đạt được như mong muốn, nhưng lãnh đạo hai tỉnh cũng đồng nhất quan điểm rằng, thông qua công tác tuyên truyền vận động nhân dân, cung cấp thông tin mộ chí các liệt sĩ, một lần nữa đã giáo dục cho nhân dân, mà đặc biệt là thế hệ trẻ, thấy được tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt lâu đời của nhân dân hai nước, sướng khổ có nhau, hoang nang cùng chia sẻ, để tiếp tục vun đắp tài sản vô giá này ngày càng phát triển. Tại buổi hội đàm, hai bên cũng thống nhất tiếp tục chỉ đạo cả cấp chính quyền, nhân dân địa phương, cả công ty doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, tăng cường hợp tác trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Thường xuyên thông báo cho nhau thông tin số lượng mộ liệt sĩ nắm được qua nguồn cung cấp của nhân dân. Cũng trong dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Công Lào 3 bộ máy vi tính.